Đây là vườn cây của anh Trung, nằm trong khu vườn An Mộc Viên ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Anh Trung hôm nay cũng đang có mặt ở vườn để làm cây. Xin mời quý vị và các bạn tham quan khu vườn của anh Trung. Ở chính giữa khu vườn, anh Trung có để một cây xanh kích thước lớn. Và trong khu vườn của anh Trung thì chủ yếu là những cây xanh phôi. Những cốt xanh phôi đang được anh Trung hoàn thiện. Đây cũng là một gốc xanh phôi này. Đây là một cây si. Đây cũng là gốc phôi này. Đây cũng là một cây xanh phôi năm điền. Rất nhiều những cốt phôi nam điền đẹp có ở khu vườn anh Trung. Cốt phôi này cũng tương đối hoàn thiện. Tùng La Hán này. Cây xanh này có kiểu dáng rất là đặc biệt. Đây cũng là một cây xanh này. Đây là một gốc hoa xanh phôi năm điền.
Cây này chân bệ đẹp, cái phôi này cũng già cây rồi, già nhăn nheo này, cũng có những cái lưu này. Lá của xanh hay Nam Điền này. Đây cũng là một cây xanh phôi, chất xanh Nam Điền. Chân vệ đẹp này, đây cũng là một cây xanh Nam Điền tương đối hoàn thiện. Rất nhiều những xanh phôi khủng này. Phôi này cũng là phôi xanh Nam Điền này. Đây cũng là cây xanh Nam Điền, rất là đồ sộ. Cái phôi này hay này,
Đây là cây sinh phôi ba thân, cũng là chất xanh nam liền. Tùng là hán này, cái này kiểu dáng rất là đặc biệt. Đây là vết cắt giật chuyển hướng này. Đây cũng cây tùng là hán này. Xanh phôi. Đây cũng một cây xanh phôi Nam Điền này.